Xin chào các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh của Gia Qua Chu. Tranh thủ buổi trưa nghỉ ngơi, mọi người nghỉ ngơi nó không ồn thì quay lại một cái video giao lưu các bác. Thì đây là cái bãi trên trường mà sáng nay chúng tôi đang làm dao mili. Dao loại nhỏ, cán vỏ gỗ chắc, dao loại nhỏ. Đấy, thì cái loại này thì tầm các bác đặt hàng thì tầm 2-3 ngày nữa là có thôi, tầm đầu tuần là có thôi. Dáng dao rất là đẹp. Đang làm cán vỏ. Lần này làm cũng khá là nhiều ấy, cũng tầm chục con, hơn chục con. Nữa tầm 12-15 Kempi. Có cả vỏ dao cán vỏ gỗ chắc. Thì hôm nay lên cho các bác 3 con dao đủ các loại giá cả như này. Thì trước tiên là con đầu tiên đi. Đây các bác. Con đầu tiên là có con bằng cán vỏ cũng phun sọc. Con này thì thiết vòng bi. Con này dành cho các bác nào mà đi câu, đi phượt các thứ. Hàng giá rẻ thôi. Lưỡi dài 19, dày 5 ly. Đây các bác nhé, xem nhé. Khá là đẹp đấy. Đèn thủ công toàn 100%. Cán vỏ gỗ mun sọc đấy. Một con như vậy này các bác nhé. Một con này tôi đang bán là 400 ngàn. Còn một con thôi 400 ngàn, cộng với 30 nghìn tiền cước nữa là 430 ngàn. Bác nào nhanh tay thì nhanh chân thì còn duy nhất một con nữa nhé. Bây giờ đến hai con này, hai con này các bác nhé. Hai con này thì cùng một loại gỗ, cùng một loại gỗ, cùng một loại cán, cùng một loại thép. Các bác nào nhấc được cả hai con về làm thành cặp kẹp, cái này đều là cán sừng đặc thôi nhé, sừng đặc bọc đồng. Xem lên chi tiết từng con một các bác nhé. Đây, đây là con đầu tiên. Hai con thì kích thước nó cũng ngang ngang nhau thôi, không hơn nhau là mấy. Cán vỏ gỗ mun sọc. Đấy. Cán còn cán sừng trâu. Cán sừng trâu, cán bát giác các bác nhé, không phải cán thường. Khá là chất con nào. Lưỡi dao này là lưỡi dao thép bằng bi. Chắn bát giác. Các bạn xem, đấy. Chắn này rất khít. Con dao thon đẹp. Dèo hoàn toàn tới cốc 100%. Các bạn nhìn mặt, nhìn mặt nữa nhé. Con dao này thì là lưỡi dài 21,5, gần 21,5. Dày chừng 5 ly mỏng về mũi, rộng gần 3,8-4. Rất là đẹp. Và cũng khá là sắc rồi, tôi mài sắc rồi các bác nhé. Các bác về chỉ việc dùng thôi. Gọt gỗ như này các bác biết rồi không? Gỗ này gỗ râu già nhé. Hai con này giá này. Hai con này cùng kích thước nhau các bác nhé. Con này còn ngắn hơn. Con này được phần vỏ nó đen hơn. Vỏ đen hơn. Cũng độ hoàn thiện rất là cao nhé. Cũng bề mặt lưỡi các bác xem. Đèn thì cán sừng đặc, khâu bát cán sừng bát giác. Kích thước của nó thì là đây, dài cũng 21,5 con. Do nghệ nhân ma nhà rèn. Thì hai con này chúng tôi bán đồng giá là 700 ngàn đồng một con các bác nhé. Cán sừng của mun sọc 700 ngàn đồng một con.
cộng thêm 30.000 tiền cước nữa là 730.000 đồng. Còn con này 400.000 đồng. Giá công khai rồi nhá. Chú. Đây. Chủ nhân vừa ngủ dậy. Đó là ông thợ, ông ma nhà. Đó. Ông ma nhà. À, già rồi, 63 tuổi rồi, sáng nghỉ nhá. Các cháu muốn mua thì mua. Cuối năm nay thì ông nghỉ nhá, già rồi. Đấy. Chú già rồi. À, già rồi. Cái này toàn vòng vòng bi nhá. Không phải cái thép gì đâu, cái con nhỏ này. Vốn là vòng bi hết nhá. Ừ. Không phải là nhít xe các thứ đâu. Các cháu ạ. Xin chào các bác nhé, giá công khai cố định. Các bác nào cần thì nhắn tin cho tôi.